nghiệp công nghệ cao được xem là chìa khóa để nền nông nghiệp Việt Nam hạn chế rủi ro, bứt phá và phát triển một cách bền vững. Có thể kể ra đây hai lợi ích của nền nông nghiệp công nghệ cao mà chúng ta có thể thấy, đó là tạo ra chất lượng hàng hóa đồng đều và tạo ra những giá trị lớn trên một diện tích đất nhỏ. Và cây dưa lưới, cây được mệnh danh là đặc trưng của nền nông nghiệp công nghệ cao, sẽ là mô hình của kỳ này. Mời quý vị và bà con chúng ta cùng đến vùng đất huyện Châu Thành của tỉnh Trà Vinh tìm hiểu. Dưa lưới được trồng trong nhà màng, một mô hình mới ở Trà Vinh nói chung và huyện Châu Thành nói riêng. Ông Diệp Hình Khôn ở xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh là người tiên phong thử nghiệm loại cây trồng này trong nhà màng. Bắt đầu trồng thử nghiệm dưa lưới trong nhà màng với diện tích 1.000 m2 từ năm 2018. Đến nay, diện tích trồng của ông đã tăng lên gấp đôi. Mỗi năm, gia đình ông Khôn canh tác 4 vụ với giá bán ổn định 60.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, ông có lợi nhuận khoảng 80 đến 90 triệu đồng một vụ. Hàng của tôi lúc nào cũng trái hạt. Là lý do làm sao? Độ đường của trái dưa là nó nằm tầm khoảng 14-15 độ. Là rất ngọt, rất ngọt. Cái trái dưa của siêu thị là tôi đo thử là chừng 10-11 à. Thành ra những người mà ăn cái trái dưa của tôi rồi là họ không có bỏ tôi được. Thử độ đường trước khi thu hoạch là điều cần thiết đối với ông Khôn. Bởi nếu trong trường hợp chưa đạt độ đường như mong muốn, ông chưa thu hoạch vội mà bổ sung dinh dưỡng, đến khi đạt 14 độ đường mới cắt bán. Tuy mất thêm thời gian và chi phí đầu tư, nhưng đây là yếu tố quyết định chất lượng trái dưa lưới. Theo ông Khôn, bí quyết ngoài khâu kỹ thuật, thứ hai là dinh dưỡng, thứ ba quan trọng nhất chính là vì dưa không có thuốc bảo vệ thực vật, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh. Điều này tạo sự yên tâm cho khách hàng, và đó cũng là uy tín của ông. Đặc biệt của tôi ở đây là tôi rất là sợ cái thuốc bảo vệ thực vật. Là tôi chỉ đặt câu hỏi với kỹ sư Long An thôi. Có cách nào thử được thuốc bảo vệ thực giả, thuốc bảo vệ thực vật giả không? Là câu hỏi của tôi là kỹ sư cho là hay nhất tặng phẩm cho tôi. Là từ do đó là tôi có cái bài học kinh nghiệm về dư thuốc bảo vệ thực vật. Và bởi vì dư là mình giết mình. Chi phí đầu tư mỗi nhà màng của ông Khôn là từ 250 đến 350 triệu đồng. Có ưu điểm che nắng mưa, ngăn côn trùng xâm nhập. Ông Khôn áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, nuôi ong để thụ phấn hoa. Bên cạnh đó, việc chọn giống cũng là một yếu tố để giúp những vụ dưa đạt hiệu quả cao. Cái giống của Việt Nam là cái giống mình đã về đây để thuần lại nha, phù hợp với điều kiện khí hậu ở Việt Nam là nắng nóng từ 35 đến 45 độ C, nó dao động trong biên độ nhiệt đó và nó vẫn phát triển được. Như giờ trong nhà lưới bây giờ là có thể là 40-42 độ C, cây nó sinh trưởng phát triển mạnh. Kháng được bệnh phấn trắng. Tại vì cái dưa lưới là nó thường bị bệnh phấn trắng nhiều, nên mình trồng cái để đỡ phun các thuốc hóa học, như một phần nữa là cây cho trái đồng đều, chất lượng trái to và chất lượng ruột là ăn nó ngon, giòn và tỷ độ ngọt cao. Thấy được ưu điểm của loại cây trồng mới và cách làm có hiệu quả của ông Khôn, dưa lưới trong nhà màng lại phù hợp với điều kiện đất dòng cát ở Trà Vinh. Mô hình bắt đầu nhân rộng ở xã Lương Hòa A từ một năm nay. Nhằm cùng hỗ trợ nhau trong việc trồng dưa lưới có hiệu quả, tổ hợp tác trồng dưa công nghệ cao ở xã Lương Hòa A được thành lập với 17 thành viên do ông Khôn làm tổ trưởng, tổng diện tích 1,2 hectare. Chú Khôn cũng đã hình thành và hỗ trợ cho các thành viên trong cái tổ để phát triển thêm các cái nhà lưới khác để cho các thành viên trong tổ để còn phát triển kinh tế. Cây dưa lưới mà 1.000 mét vuông á thì mỗi một lần thu hoạch nó khoảng chừng 60 triệu. Còn nếu mà đối với cái ví dụ như trồng lúa thì 1.000 mét vuông nó khoảng chừng 2 triệu thôi. Nếu cái thu nhập thì nó sẽ rất cao so với cái gì trồng lúa với cây dưa lưới. Hàng tuần các thành viên tổ hợp tác đều tổ chức sinh hoạt kỹ thuật. Với những thành viên không tham gia trực tiếp buổi sinh hoạt thì sẽ được tư vấn hoặc liên hệ với nhau qua mạng xã hội. Người làm trước sẽ chỉ dẫn lại kinh nghiệm và kỹ thuật cho người đi sau. Tại đây cũng có những cán bộ khuyến nông, cán bộ địa phương để nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất của bà con. Hiện nay do cái mùa mưa, có một số thành viên của mình sản xuất thì nó năng suất thì nó không đạt như mấy cái vụ khô á. Mà giờ theo kinh nghiệm của chú làm trước đây bây giờ, chú có thể đưa ra cái khuyến cáo là một vụ mình có thể một năm vậy mình có thể trồng mấy cái vụ dưa lưới
rồi những dù sau 10 tháng mưa theo kinh nghiệm chú mình có thể là chuyển sang màu nếu mà được thì chú khuyến cáo cái màu gì? Tôi trồng cái dưa lưới này sốt, còn quý vị nào mà trồng dưa lưới nhà lưới đó thì chỉ trồng dưa lưới vào cái mùa khô thôi, bị cái giọt mưa đó nó rất ảnh hưởng tới cái dưa lưới. Thành ra trong cái nhà lưới mình là trồng cái đậu bắp với ớt, như sau đây thì trồng đậu bắp mà có thu hoạch rồi. Đây là quý vị thấy rõ ràng đây là thành quả của sau đây, đặc biệt là năm cạnh không sơ, trái đẹp đều băng. Trồng dưa lưới bằng nhà lưới và xen canh hai vụ dưa hai vụ màu đang là hình thức phổ biến của các hộ có chi phí thấp vì số tiền xây dựng chỉ bằng 1/2 nhà màng. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu hàng trăm triệu đồng cũng là thử thách với không ít hộ. Tham gia tổ hợp tác, bên cạnh được sự hỗ trợ lẫn nhau về kỹ thuật, thì các thành viên còn được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Cuối năm 2019, tổ hợp tác trồng dưa lưới công nghệ cao được tiếp cận với nguồn vốn vay 1 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân, chia cho 11 hộ thành viên. Là chi phí nó khoảng 150, nhưng mà mình được vay 100 triệu. Thì còn cái phí phát sinh là khoảng 70-80 triệu để mà hoàn thiện cái khâu mà chuẩn bị làm đất trồng xuống phân xuống gì giống đó, thì mình vốn có vốn nhà của mình. Cái quỹ đó là cũng làm 100 triệu rất là lớn lắm. Tại mình cũng làm mà được cái quỹ đó mình lại mình làm là cái trong cái nhà lưới này là cũng làm là cũng làm được làm cũng rất là nhiều. Theo ước tính, mỗi một vụ dưa, anh Saray và nhiều hộ thành viên khác trong tổ hợp tác sẽ có lợi nhuận trên dưới 45 triệu một nhà màng. Còn số vay 100 triệu trả sau 3 năm là hoàn toàn khả thi. Hiện nay, đối với chương trình tham gia cùng nông dân trong hỗ trợ phát triển kinh tế, Quỹ Hỗ trợ Nông dân của tỉnh có gần 28 tỷ đồng, xây dựng trên 128 dự án cho toàn tỉnh. Với gần 1.300 hộ hưởng chính sách, không chỉ hỗ trợ vốn, hỗ trợ kỹ thuật, khảo sát kỹ càng nhu cầu và việc thực hiện đúng mục đích vốn vay, Hội Nông dân tỉnh còn chú trọng tới việc phát triển sản phẩm gắn với chuỗi liên kết có đầu ra ổn định. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ phối hợp với các ban ngành chuyên môn để tiếp tục hỗ trợ bà con trồng dưa lưới đạt chuẩn Việt Gáp, làm thương hiệu cho sản phẩm. Có làm được như vậy thì thị trường cho sản phẩm dưa lưới Châu Thành sẽ được mở rộng hơn. Thưa quý vị, nhiệt độ trong nhà màng lúc này là khoảng 45 độ C, khá là nóng với tôi đấy ạ. Nhưng mà những cây dưa lưới như thế này thì vẫn phát triển xanh tốt ở nhiệt độ cao. Và hy vọng rằng sự xanh tốt, sự phát triển này sẽ càng vươn cao hơn nữa để giúp cho mỗi một người nông dân, mỗi một nông sản Việt ngày càng đi xa.